Mà chúng ta học sang cái một loạt những cái khái niệm mới, những công cụ mới để giúp chúng ta làm ra những sản phẩm tương tác nó tốt hơn. Tức là nhắc lại là một cái chương trình Scratch về mặt bản chất nó là một kịch bản như là một kịch bản phim ấy. Và cái người lập trình là cái đạo diễn, và anh ta sẽ phải lập trình để điều khiển kết nối các nhân vật và kết nối với sân khấu. Nhưng mà cái đối tượng của cái người đạo diễn ấy là các nhân vật, thì và các cái để điều khiển các nhân vật đó thì có rất nhiều công cụ khác nhau mà nó liên kết với nhau được. Đấy, thì cái đó chúng ta làm cái bài học của cái bài đó, những cái bài mà học học nhanh đấy, học nhanh. Chứ cái bài này đúng ra phải học, cái bài hôm nay đúng ra là phải học trong 4 5 buổi, hay là một tuần, hay là hàng chục buổi thì mới xong. Nhưng mà tôi sẽ gọi là dạy rút gọn lại nhé. Mà chúng ta sẽ học đồng loạt những cái khái niệm như là sự kiện, là cảm biến và thông điệp là cái gì. Thì tôi xin phép được rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé. Như vậy là gì, chúng ta đã biết rằng là cái lập trình chính là cái đạo diễn ở trên sân khấu, và anh ta sẽ phải tạo ra theo kịch bản, tạo ra các nhân vật như thế này. Nó có thể là người, nó có thể là một quả bóng, nó có thể là một con vật gì đó đấy, hay nó có thể là một cái gì đó, thì các tất cả cái này đều là nhân vật đấy nhé. Nhân vật có thể có nhiều nhân vật. Cái nền này là cái sân khấu, cái này là sân khấu. Thì theo kịch bản ấy thì giữa sân khấu của nhân vật nó có tương tác với nhau. Thông thường cái tương tác với nhau là thông qua cái gì? Thông qua gọi là các cái sự kiện, hay là các cái thời điểm. Ví dụ như là bắt đầu chương trình nhé, sau 10 phút thì nhân vật A nói bài này, nhân vật A chịu gặp người B, người B xuất hiện, người người B lại nói một cái câu này, người B đi đi làm việc này việc kia việc, thì tất cả cái đó nó là một cái dòng sự kiện. Đấy, thì một kịch bản thường nó như thế này, một cái kịch bản nhé. Nó làm thông thường nó làm một cái dãy cái một dãy các cái một dãy các cái gọi là các cái kịch bản, hay một dãy các cái sự kiện mà cần phải thực hiện. Còn đây là cái nội dung kịch bản. Các bạn cứ tưởng tượng ra cái anh là cái người mà đạo diễn truyền hình ấy, anh ta sẽ phải làm cái bản hình như thế này. Cái bản một, cái thông tin một là gì, là bắt đầu MC nói câu này, MC nói xong là sau đó thì bước 2 sang cái bản số 2, cái thông tin thứ hai là cái gì đó, khi có hiệu lệnh gì đó thì cái người A xuất hiện nói câu này, người B xuất hiện nói câu này, hỏi câu này trả lời câu này, thì tất cả cái đó nó là cái kịch bản, được chưa? Đấy, thì tại hình dung hiểu như vậy. Thế thì giữa những cái bản này nó sẽ kết nối các sân khấu của nhân vật thông qua các cái thông tin, các cái điều khiển, và một trong các cái điều khiển này chính là liên quan đến khái niệm sự kiện, liên quan đến cảm biến và liên quan đến thông điệp. Tất nhiên đây là những cái tất cả những cái thông thông tin về sự kiện, cảm biến, thông điệp là những công cụ nó hỗ trợ kết nối giữa sân khấu của nhân vật với nhân vật và nhân vật. Như vậy là có giữa nhân vật và nhân vật nhé, giữa nhân vật và nhân vật, giữa nhân vật và sân khấu, nhân vật và sân khấu. Đấy, thì cái liên kết này là thông qua những khái niệm trên. Thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu từng hai một nhé. Đầu tiên tôi xin phép được mời các bạn xem, đầu tiên là cái khái niệm thế nào là các cái sự kiện. Một là khái niệm sự kiện. Sự kiện là gì? Sự kiện là một cái động tác gì đó, mà một cái hành động gì đó mà nó ở bên ngoài, nó tác động vào sân khấu. Là một cái hành động hay là một cái sự kiện bên ngoài và tác động vào chương trình.
cái hành động này là do người sử dụng là cố tình tạo ra. Thế thì chúng ta đã biết rằng cái sự kiện mà chúng ta hay dùng nhất ấy chính là cái sự kiện gì? Chính là cái sự kiện mà người dùng nháy chuột vào vào cái lá cờ. Đấy, cái hành động mà cái lá cờ như này này, đó. Khi người dùng kích click vào đây đúng không? Đấy. Thì đây là một sự kiện. Đây là sự kiện là nháy vào lá cờ. Nháy vào lá cờ. Đấy. Ở góc trên sân khấu đấy. Thì người ta mặc định ta coi cái này là một cái sự kiện gốc, khi là người ta mặc định người ta coi rằng là khi nháy lá cờ là bắt đầu chương trình. Đây là mặc định nhé, đây là mặc định được hiểu là đây là gì, đây là bắt đầu chương trình. Tuy nhiên thực tế không phải lúc nào cũng chỉ có cái này đâu, mà có rất nhiều những cái các sự kiện khác. Tôi sẽ nói luôn đây, thì chúng ta vào cái trình đây thì tất cả những cái sự kiện mà con người đã tác động từ bên ngoài vào nằm ở trong cái nhóm sự kiện này đấy nhé. Thì đây là cái lệnh mà là khi người dùng mà nháy vào cái lá cờ đây này, thì các lệnh ở đây chính là các cái lệnh mà sẽ chạy khi người dùng nháy vào lá cờ. Thế đây đây là một sự kiện thôi. Còn đây nhé, đây là sự kiện thứ hai khi người dùng mà nháy một cái phím trên bàn phím. Đây là sự kiện thứ ba là sự kiện mà gì, sự kiện mà người dùng nhảy lên một 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 nhân vật. Còn những cái này chúng ta học sau, và những cái này không quan trọng lắm, nhưng cái này không quan trọng đấy. Đây nhưng mà đây là hai cái chính nhé. Như vậy là sự kiện thứ hai là sự kiện là người dùng bấm phím đấy, điều khiển nhân vật. Cái này rất hay dùng đấy, cho điều khiển nhân vật là đi lên đi xuống, sang phải sang trái, dùng để chuyển động đấy. Thì đây là sự kiện là dùng để dùng bấm lên, thấy đây bấm phím space này, bấm phím mũi tên lên này, mũi tên xuống này, mũi tên phải, mũi tên trái và một phím bất kỳ ở đây, phím đây đó. Rất nhiều các là các phím nhé. Đó. Thế đây đây là cái sự kiện mà người dùng là nháy một cái phím bất kỳ. Còn đây là sự kiện người dùng nháy lên con vật này, nháy lên cái con mèo này. Đấy, được chưa? Thì như vậy là đây là ba sự kiện mà hay dùng nhất khi mà chúng ta làm việc với các nhân vật. Tôi xin kể lại nhé. Như vậy là một là, hay tôi gọi đây là A đi, hay là một nhỏ đi, một nhỏ như một là sự kiện là nháy và lá cờ. Sự kiện thứ hai là nháy lên một phím bất kỳ, được chưa? Và ba là sự kiện là nháy lên nhân vật. Thì người dùng thì đây là khi mà nhân vật mà nhận được cái sự kiện này thì nó chạy cái chương trình. Để cho, thì những cái sự kiện này nó đối lập với nhau nhé. Chuyện nháy nháy vào lá cờ là nó khác biệt, nháy vào phím là nó khác nhau nhé, không không phải liên quan đến nhau đâu. Nháy nhân vật là khác nữa nhé. Đó, thật ra còn một cái nữa, cái thứ tư là người dùng là nháy lên gì, nháy lên sân khấu đấy, nháy chuột lên sân khấu là một sự kiện nữa nhé. Nhảy lên sân khấu, chúng ta chú ý là nhảy lên sân khấu thì khác nhé, mà nhảy lên nhân vật thì lại khác. Đấy, sân khấu là một sự kiện, mà sự kiện này là sự kiện gì? Sự kiện này chỉ có là sân khấu nhận biết thôi, người dùng nhân vật là không biết nhé. Sân khấu nhận biết đó, đây này. Khi mà nháy lên cái sân khấu ở đây này, nhưng mà đây chẳng hạn, thì ta vào cái lập trình cho sân khấu đây, đúng vào đây này đấy. Thì đây này, sân khấu thì có cái lệnh này, là đây là một cái sự kiện khi người dùng nháy lên sân khấu. Nó chú ý nhất, nó khác biệt với nháy lên nhân vật nhé. Đối sân khấu cũng có là đây cũng là gì, đây cũng là nháy lên lá cờ này, nháy lên là bấm phím này. Như vậy nó có đủ cả ba cái này nhé, thì là để lập trình cho sân khấu. Chú ý nhé. Thì như vậy là chúng ta chú ý là khi mà nháy lên cái nhưng mà là như vậy nhé. Bây giờ tôi sẽ làm một cái chương trình ngắn thôi để chúng ta hình dung nhé. Bây giờ cho con mèo nó di chuyển nhanh ở trên màn hình nhé. Tôi sẽ nháy lên con mèo. Khi nháy lên con mèo thì nó sẽ to ra, thì nó sẽ to ra. Còn mà bình thường ấy nó sẽ nhỏ dần đi.
cứ sau khoảng vài vài giây nữa bé đi một tí. Như vậy chúng ta phải bấm 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 thật nhanh để cho nó đừng để nó bé quá là con chúng ta thua nhé. Đấy, thì chúng ta làm lập trình trò chơi như vậy để tập tập thao tác là nháy chuột nhé. Giờ chúng ta làm lập trình như sau này. Con mèo sẽ di chuyển ngẫu nhiên trên màn hình, di chuyển với tốc độ là trung bình, cập cạnh thì bật lại, và cứ sau khoảng một vài giây thì nó bé đi một tí. Tôi cho cái chương trình tôi lập trình sau nhé. Đó, thì càng bé chúng ta càng nháy nháy và khó lên con mèo. Nhưng nếu nháy con mèo nháy đúng ý thì mèo kêu meo một cái và mèo to lên một tí. Nhưng chúng ta phải bấm bấm thật nhanh để cho mèo nó to ra, được chưa? Đó thì đó là cái mà đó là một cái trò chơi. Nếu chúng ta mà giữ trò chơi như vậy chơi được trong khoảng 30 giây thì chúng ta thắng. Còn nếu mà để mèo nó bé tí đi. Nó bé tí đi dưới nó có cái kích thước mà bé quá dưới 10% thì chúng ta thua. Như vậy chúng ta làm thử một cái trò chơi như vậy thôi. Trò chơi này nó chúng ta nó giúp chúng ta sẽ điều khiển bằng cái gì? Bằng cái sự kiện là gì? Chúng ta nhấc chuột lên những nhân vật nhé. Rồi chúng ta cùng cho lập trình cái này nhé. Thì tôi viết lại cái chúng ta làm ví dụ một cái trò chơi nhé. Thì game là con mèo di chuyển ngẫu nhiên trên màn hình, ngẫu nhiên nhé, trên màn hình cứ sau 5 giây, sau 5 giây thì bé đi, em bé đi 5% cho thấy nhé. À, chúng ta khi chúng ta chúng ta nháy lên con mèo thì nó to ra, thì nó to ra là 10% đấy, thấy chưa? Và như vậy nên trò chơi như vậy, và mèo sẽ kêu meo meo, mèo sẽ kêu meo khi ra làm nhanh đúng. Như vậy là trò chơi như sau: nếu mà sau sau 30 giây mà chúng ta mà giữ được như vậy thì thắng, thì tất cả dừng lại. Còn khi mà mèo có kích thước nhỏ hơn 10% thì thua, cũng dừng lại. Được chưa? Đấy. Như vậy bài tập này là gì? Là một cái bài tập bình thường rất đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta luyện là gì? Chúng ta luyện cái để ta thấy là như vậy chúng ta tương tác với nhân vật không chỉ là bấm vào cái phím mà bấm vào cái lá cờ đâu, mà bấm lên con vật nữa. Như vậy đây là một sự kiện ở bên ngoài tác động vào con vật. Và là chúng ta có thêm cái thông tin nữa là đếm được thời gian sau 30 giây. Như vậy chúng ta thêm một cái thông tác nữa là đếm đếm thời gian, được chưa? Rồi chúng ta cùng nhau làm nhé. Đây mình chúng ta lập trình thử nhé. Con mèo này thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ lập trình như sau: ban đầu khi người dùng nháy lên lá cờ để bắt đầu chương trình này đó, thì chúng ta làm như sau: chúng ta để cho con mèo đặt cho nó ở cái kích thước là ban đầu là 100% này. Ở trong cái lúc nó có một cái lệnh là gì, nó có một cái lệnh là đây, lệnh là trong cái lúc rồi này, bấm 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 con mèo chứ, bấm mèo đấy chứ, ở trong cái lúc này nhé, đặt kia set kia cái size là kích thước của mèo nó là 100% này, đặt nó ở vị trí là không không này, không không nhé. Đấy. Và khi bắt đầu chơi thì cho con mèo nó sẽ di chuyển liên tục để cho vào cái lệnh này, cho vào cái vòng lặp là cho vào cái vòng lặp là mãi mãi, thấy chưa? Mãi mãi và mèo sẽ di chuyển theo hướng ngẫu nhiên đây. Thế để cho mèo nó di chuyển theo hướng đây. Còn nhìn direction ở đây nhé, ở đây direction là ngẫu nhiên, chọn cái ngẫu nhiên đây, ngẫu nhiên từ 1 cho đến 90 độ chẳng hạn, ví dụ thế nhé. Đấy. Và mèo sẽ di chuyển ở phía trước là 10 bước. Được chưa? 10 bước. 10 bước và góc cạnh thì quay lại. Đấy, những lệnh này này. Và tôi sẽ lập trình như sau cho thêm chút hay nữa thì cứ để sẽ chạy thử như này này. Đấy. Và cứ xong chúng ta lập trình thêm này. Cứ sau khoảng sau 5 giây nhé.
Số 5 giây thì mèo sẽ đổi hướng ngẫu nhiên và giảm đi là 5% cái kích thước sau 3 giây cho nhanh nhé. Đây. Thì chúng ta chuyển song song. Thêm lệnh nữa ở bên này, chúng ta thêm lệnh nữa hai cái song song, cùng là sự kiện là nháy chuột nhé. Chúng ta đưa vào cái vòng lặp là vô hạn đây. Chúng ta chờ sau 3 giây. Cứ sau 3 giây này, cứ sau 3 giây nhé. Đấy, sau 3 giây thì mèo sẽ thay đổi, đây chúng ta dùng lệnh này, thay đổi hướng. Đấy. Thay đổi hướng và gì? Và mèo sẽ giảm đi 5% kích thước. Đây chúng ta vào cái lệnh look và chúng ta dùng cái lệnh là change size. Change size là thay đổi kích thước, ta đề là phía đây là trừ trừ 5, như vậy là trừ trừ 5% đấy nhé. Đó. Chúng ta thử thấy ngay, thử nhân cho thử thế này. Cứ sau 3 giây nó sẽ bé đi một tí. Đấy, nó bé rồi đấy. Nó bé, cứ sau 3 giây nó bé. Khi nào nó bé đến khi nào mà nó bé đến đến đến, đến gì? Nó bé dưới 5% thì chúng ta đặt gì coi như là thua nhé. Đây, chúng ta làm luôn đây luôn, ở đây luôn nhé. Trên này. Sau chúng ta làm luôn, chúng ta dùng lệnh kiểm tra luôn ở đây. Chúng ta cho vào cái lệnh là kiểm tra nếu này. Đấy, nếu nhé, nếu này. Nếu cái kích thước của con mèo mà nhỏ hơn 10% thì là thua. Đấy, chúng ta cho lại sau đây if này. Chúng ta cho cái hàm so sánh là nhỏ hơn nhé. Đây, nhỏ hơn. Được chưa? Nếu mà kích thước nha vào cái looks. Chúng ta vào cái con nó còn một cái biến để một để tính toán được cái kích thước của con mèo, đó là một cái thuộc tính của con mèo đấy. Chúng ta vào cái chỗ lúc nhé, vào cái lệnh này này, vào cái lệnh là đây này, cái size này, đúng rồi, còn một tham số là size nhé. Đây này, size này. Đấy, nếu cái size này là cái là một tham số chạy từ 0 đến 100, 100% thì là toàn bộ, còn không là bé nhất. Thì nếu mà gì, nếu mà size này mà nhỏ hơn 10 thì chúng ta coi như là chúng ta thua. Đấy. Được chưa? Thì chúng ta có một cái lệnh là chúng ta sẽ cho lệnh là dừng lại thôi, thua rồi nhé. Đấy. Chúng ta vào cái lệnh này, control này, vào cái lệnh là stop on, thua. Dừng lại đây. Được chưa? Đấy, như vậy. Ta đưa lên vào đây nhé, đưa vào đây. Đấy. Kiểm tra liên tục như vậy. Đây có thể thêm một cái nữa ở đây là được, ta sẽ cho nó thêm một câu là thêm một câu là thua rồi nhé, là meo meo thua rồi. Ta vào âm thanh này, âm thanh này chúng ta thu thêm âm thanh nữa ở đây nhé. Đây này, thua rồi đây, thua rồi nhé. Thua rồi, ghi lại này, đây là tên là thua này nhé. Xong, bây giờ chúng ta sẽ đưa vào đây. Nếu mà kích thước nhỏ hơn 10 thì chúng ta chạy cái lệnh là play sound thua until done, tức là phát âm thanh này và xong rồi thì dừng lại. Đấy. Chúng ta chạy thử nhé. Đây này, bây giờ cho bạn xem nhé. Nó sẽ bé dần lại, và sau khi nó đến bé đến dưới 10% thì là thua. Được chưa? Rồi, đó là cái đoạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo là cho lập trình cho người sử dụng. Người sử dụng sẽ phải nháy thật nhanh vào con mèo. Mỗi khi nháy đúng con mèo thì mèo nó kêu meo một cái và nó to lên là 5%. Đấy, chúng ta sẽ cứ tìm hiểu thôi thì ta thấy đây là trò chơi bình thường rất là hay nhé. Đấy. Vẫn chưa đâu, để lúc cho nó thu hẳn lên này. Vẫn chưa phải nha. Đấy. Đấy, bé tí rồi đấy. Bé này là rất là khó. Chúng ta để đây, bé này là rất khó luôn. Thua rồi. Đấy, thua rồi. Chắc là bé tí này này. Thấy không? Được chưa? Thấy được rồi. Bây giờ chúng ta làm tiếp tục nhé. Bây giờ chúng ta làm như sau này. Nếu người dùng mà nháy chuột vào con mèo thì con mèo nó sẽ to lên 5% và nó kêu meo một cái, thì chúng ta dùng cái sự kiện. Được chưa? Dùng cái sự kiện, nhớ cái sự kiện nhé.
sự kiện là nháy lên lên một cái nhân vật này. Đấy, chúng ta làm thử rồi. Rồi, nhầm 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 nhầm. Đây, chúng ta bấm vào đây. Chúng ta vào cái nhóm sự kiện này. Để bấm vào đây là khi người dùng nháy lên nhân vật này. Đó. Thì sao? Thì con mèo, cái mèo là một tiếng, chúng ta cho cái lệnh là mèo này. Play sound là mèo lên, là mèo nhé, mèo này. Đấy. Và cho to lên 5%, chúng ta dùng cái lệnh vào lệnh looks và lệnh là trên size by 5%. Đấy, by 5. To lên là to 5% đấy. Thì chúng ta càng to lên chúng ta làm càng dễ làm thôi. Chúng ta được chưa? Thì đây là cái trình của chúng ta nhé, chạy thử này. Đấy, to lên chưa? Phóng to chưa đây hay nhé. Phóng to này. Khó lắm nhé, chơi không dễ đâu. Rất dễ bấm. Nếu chúng ta mà mãi chơi mà chúng ta bấm đúng cái tần số nó sẽ bé đi và chúng ta lại sẽ thua. Được rồi, bây giờ tôi sẽ làm tiếp tục nhé. Như sau này, bây giờ tôi làm tiếp tục như sau nhé. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu cho cái lệnh để tôi chấm là đếm thời gian. Mình chơi đúng 30 giây thì là cũng dừng lại và mèo sẽ kêu một câu là bạn thắng rồi nhé. Còn kết thúc. Thì để đo thời gian chúng ta phải có một cái biến để đo. Cái biến nhớ, chúng ta đặt cái biến nhớ như này. Đây chúng ta đặt cái biến nhé. Tạo cái biến là thời gian hay là dùng từ time cho nó đẹp đi. Time này nhé. Thì thông thường cái biến time này chúng ta để hiện lên cho dễ đây. Đấy, để đếm luôn này. Thì làm như sau nhé. Thì để đo thời gian chúng ta làm như sau. Chúng ta lập trình như sau. Chúng ta lập trình ở đâu bây giờ? Nhá. Chúng ta lập trình ở đâu? Lập trình ở chỗ này này. Lập trình ở chỗ ở đây này. Đấy, xuống sân khấu nhé. Hay ở đây cũng được, tôi lập trình sân khấu đi. Thông thường những cái bài tập mà là điều khiển chứ gọi là tương tác ấy mà nó tương phức tạp ấy thì những cái biến hệ thống quan trọng như là chấm điểm này hay là thời gian thì chúng ta dành cho sân khấu là lập trình là điểm chung mà các nhân vật là riêng chúng ta vào sân khấu và chúng ta lập trình như sau. Đây bắt đầu, đây bắt đầu chơi đây thì chúng ta đặt gì, chúng ta đặt cái tham số là time, là tham số là thời gian ấy là bằng 0. Bắt đầu từ 0. Được chưa? Đó. Sau đó chúng ta sẽ đếm dùng cái lệnh dùng cái vòng lặp thôi, không có gì cả, rất đơn giản. Chúng ta vào vòng lặp như này. Vòng lặp là như là repeat until. Đấy. Chúng ta sẽ lặp cho đến khi nào cái biến thai này đúng bằng 30 giây thì dừng lại, hay lớn 30 giây thì dừng lại. 30 giây dừng lại. Được chưa? Dừng lại khi nào? Dừng lại khi mà đây bằng, chúng ta đặt cái biến chúng ta là time bằng 30 thì dừng lại, coi chương trình dừng lại được chưa? 30. Đấy, 30 thì dừng lại thì không không thì không đếm nữa. Và đây như sau, đây chúng ta cứ cho là như sau, chúng ta cho cái cứ chờ, cứ sau chờ một giây thì chúng ta tăng cái biến time lên một đơn vị. Đấy, cái biến thời gian lên một đơn vị, cứ đếm như vậy thôi. Đây là một cái đoạn lệnh chương trình dùng để đếm thời gian ở trên màn hình nhé. Bấm đếm này, đếm thời gian này, 1 này, 2 này, 3 này. 30 giây thì là thắng nhé. 30 giây mà chưa có thua thì là thắng đó, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ lập trình tiếp theo này là xong này. Bây giờ chúng ta làm tiếp, chúng ta sẽ thu âm thêm một âm thanh nữa là thắng rồi nhé cho con mèo. Đây thua này, chúng ta thu thêm một cái dòng nữa, âm thanh nữa nhé, là thắng này, bạn thắng rồi. Đấy, như vậy, đấy, đấy. Đấy. Bạn thắng rồi. Đấy, được chưa? Để ta để là thắng nhé, thắng rồi. Bây giờ chúng ta lập trình cho con mèo ở đây, đây có thể để được ở đây cũng được, hoặc là ta làm hẳn bên ngoài đi cho nó yên tâm nhé. Đây chúng ta lập trình như sau nhé. Chúng ta mà dần dần xong đi, ra một cái ngoài nữa ở đây này nhé. Như vậy là ba cái này là xong với nhau nhé. Đây chúng ta lập trình ở đây nhé. Đây chúng ta cho cái lệnh là gì, lệnh là wait until cũng được. Wait until đâu rồi, đây wait until cái gì,
ẩn thin là gì, cho đến chờ cho đến khi nào mà dừng lại, chờ cho đến khi nào mà cái thai bằng 30 đây, chờ khi nào mà cái biến thai nó bằng 30 thì ta dừng lại, được chưa? Dừng lại rồi chúng ta sẽ cho nó play sao mà dừng lại đây. Đây. À, đây là thắng rồi nhé, thắng và dừng lại đây. Được chưa? Đấy, nhưng mà đây chúng ta vừa thành xong chương trình này nhé. Chúng ta chạy lại cho bạn xem thử là từ đầu này. Đây nhé. Đấy, từ đầu đây này. Bây giờ không mà. Chơi và cho trẻ con rất thích hợp nha. Lớp 1, lớp 2 thì các em nhỏ mà đang là tập 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 chuột đấy. Đây trò chơi là cho học sinh là tập chuột thôi. Mà trò chơi rất đơn giản. Nhưng mà sử dụng cái gì? Sử dụng cái một khái niệm là sự kiện mới, được chưa? Đấy. 29 30 Bạn thắng rồi. này. Thắng rồi đấy. Mình ghi lại nhé, đây là bài đầu tiên của hôm nay này. Hôm nay là bài số 3 nhé. B3. Tắt tiền cho nó là nháy nháy mèo nhanh nhé. Nháy mèo nhanh nhé. Đó là bài đầu tiên liên quan đến cách dùng cái rồi thì chúng ta cùng nhau thì hiểu tiếp nhé. Như vậy là như vậy sự kiện là một trong những cái là một trong công cụ rất tốt để chúng ta gì, để chúng ta điều khiển cái quan hệ giữa các nhân vật. Thêm là, nhưng mà cái sự kiện là cái rất quan trọng. Sự kiện này có thể là nháy một lá cờ, thì mặc định là nháy một lá cờ là bắt đầu chương trình. Nhưng mà nhiều chương trình khác ấy, trò chơi khác chưa chắc là phải nháy lá cờ là bắt đầu chương trình đâu. Một số cái trò chơi mà phức tạp ấy thì nháy lá cờ nó chỉ có nhiệm vụ là gì, là thiết lập các giá trị ban đầu của chương trình thôi. Còn thông thường như chương trình phức tạp ấy là bấm phím space mới là cái thao tác là bắt đầu một cái game. Vậy là rất nhiều chương trình là như sau nhé. Rất nhiều chương trình cái game của chúng ta là như sau, là chúng ta bấm bấm lá cờ ấy, bấm vào lá cờ là coi như sự kiện, bấm bấm vào lá cờ là một sự kiện. Thì cái này là tháp này thì không phải là đa số, thì nó là bắt đầu chương trình đa số này, đa số nhé, đa số thì cái bấm vào lá cờ thì nó là bắt đầu chương trình, nhưng mà không phải tất cả nhé. Bắt đầu trò chơi. Nhưng mà với một số trò chơi phức tạp, một số chương trình phức tạp hoặc là chương trình hoàn chỉnh theo chuyên nghiệp đấy thì không, thì bấm bấm lá cờ có nghĩa là thiết lập các thông số ban đầu. Mà thông thường ấy bấm space thì mới là bắt đầu chương trình nhé. Bấm phím space thì mới là bắt đầu chương trình, bắt đầu trò chơi đó. Như vậy đối với các cái chương trình mà đơn giản thì là bấm bấm lá cờ thì là bắt đầu một chương trình. Nhưng mà không phải tất cả những như vậy, một số chương trình mà nó phức tạp hay là một trò chơi nó tương đối là nó chuyên nghiệp một tí thì người ta sẽ không dùng cái lá cờ đâu, mà người ta dùng cái phím là space nhé. Nhắc lại cho các bạn như vậy, chúng ta chú ý cái chuyện đó nhé. Như vậy là cái phím nó là một cái nó là một cái sự kiện mà ở bên ngoài tác động vào, nó không phụ thuộc vào lá cờ nhé. Cho các bạn xem lại này. Đấy nhé. Trình này là xong rồi này. Kết thúc rồi đúng không nào? Bấm vào đây này. Đấy, nó vẫn to đúng không nào? Như vậy cái việc chúng tôi chương trình đã kết thúc rồi. Đúng không nào? Nhưng mà bấm vào đây nó vẫn làm. Như vậy là cái sự kiện mà người dùng mà nháy lên cái con vật này nó vẫn chạy. Nó không phụ thuộc vào cái lá cờ. Vẫn chạy. Đấy, cái này này thấy nó rất đặc biệt là tất cả những cái này là chơi hết rồi, dừng dừng hết nhé. Nhưng riêng thằng này thì nó không dừng, bởi vì sao? Bởi vì là cái sự kiện người dùng bấm phím lên con vật đó, nó không phụ thuộc, nó không liên quan gì đến cái lá cờ cả. Chúng ta chú ý nhé. Đấy, chúng ta chú ý.
Thế thì có cách nào mà người dùng bấm vào con vật này mà khi kết thúc rồi mà nó không kêu nữa không? Muốn dừng hẳn thì làm thế nào? Đó, vì tôi trả lời câu hỏi đó nhé. Như vậy cái sự kiện mà người dùng bấm phím vào cái con vật này thì nó vẫn chạy khi mà nó vẫn nhận như này. Khi mà đã kết thúc chương trình. Nếu có cách nào không? Thì đáp án là có nhé. Có là như sau. Bây giờ chúng ta sẽ phải thay thế cái chuyện mà tham gia và tạo ra các cái sự kiện mà để tác động vào nhân vật ấy, thì nó có hai cách tạo ra các cái gọi là các cái thời điểm để tác động lên lên nhân vật nhé. Nó có hai cách. Cách nhất là dùng sự kiện, người ta đã biết. Cách thứ hai là dùng cảm biến. Cảm biến là cái rất mạnh. Cảm biến nhé. Đấy. Thì cảm biến đây này, thì chưa xong ngay bây giờ. Thì ngoài những cảm biến mà nó không phụ thuộc vào người dùng ấy, còn có những cảm biến mà nó tương tự như sự kiện. Đây, chúng ta chú ý nhé. Sự kiện này, nháy vào lá cờ này, bấm phím này, bấm phím này. Cái thứ ba là nháy lên, nháy chuột này, nháy chuột lên nhân vật hoặc là nháy chuột lên 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 sân khấu. Thì cái bấm phím này thì là không có tương đương, không có nhé, không có tương đương cảm biến, không có. Nhưng cái này thì có này, cái này thì có này, và cái này có. Như vậy nếu chúng ta muốn mà bài vừa rồi chúng ta muốn là khi mà kết thúc chương trình ấy, chúng ta nháy lên con mèo không to lên nữa, thì chúng ta không dùng sự kiện mà chúng ta dùng cảm biến. Mấy cảm biến là một cái công cụ rất là mạnh nữa, rất quan trọng nhé. Rất nhiều chỗ đó là nó rất là mạnh, nó có tính năng là tương đương với sự kiện. Rất nhiều chỗ trừ cái sự kiện là nháy lên lá cờ thôi, còn cái bấm phím có thể lập trình bằng sự kiện, có thể lập trình bằng cảm biến, và nháy chuột có thể lập trình bằng sự kiện hoặc lập trình bằng cảm biến. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học thử xem là cái chuyện chúng ta nhấn chuột lên 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 nhân vật này thì nó sẽ như thế nào nhé. Đấy, đây thì có cách nào để chúng ta có thể làm được cái, khi mà nhấn chuột lên 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 nhân vật thì vẫn to ra nhưng mà chúng ta không dùng cái sự kiện nữa, thì làm như sau. Đây nhé, chúng ta vào cái chức năng là mặc chức năng là vào cái nhóm là sensing, là cảm biến. Các bạn thấy nó có hai cái lệnh nhé, lệnh này này, nó có cái lệnh là gì, là nó có hai cái lệnh rất quan trọng. Một cái lệnh là nó biết được khi nào để đang nhấn chuột. Cái lệnh này này, cái lệnh là cái mouse down, nó là một cái, đây là nó làm cái hàm, một cái hàm mà hai đầu nó nhọn này. Một cái hàm này nó có giá trị đúng và sai. Như vậy khi mà người dùng mà nháy chuột ý, thì lập tức là cái hàm nó chả phải là đúng, chả phải đúng, thấy chưa? Như vậy là cái hàm này nó nhận biết được người dùng mà là nháy chuột, nhưng mà nháy chuột lên trên con vật này thì nó không, thì nó lại không không dùng hàm này. Cái này là nháy chuột lúc nào cũng, nháy chuột ở đâu, bất kỳ ở đâu, ở trên 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 màn hình là nó cũng nhận biết được hết. Đây là cảm biến nhé, cảm biến. Thì muốn mà biết được là đồng thời là nháy chuột lên 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 con vật này thì phải có hai rồi hai cảm biến. Đây là cảm biến nháy chuột. Cảm biến hai là cảm biến là va chạm chuột. Chúng ta dùng cái touching này nhé. Đó. Touching này chúng ta bấm vào đây là mouse pointer này. Thì để như vậy là khi mà con vật mà chạm phải, đây là khi con vật mà chạm phải cái con chuột đầu con chuột ấy, thì nó sẽ là trả về là đúng. Còn đây là con chuột là nháy chuột. Như vậy là khi đồng thời cả hai là đúng cả thì nó sẽ gì, nó sẽ tương đương với là cái việc là cái này, tương đương với cái việc là người dùng nó chuột lên con mèo. Chúng ta sẽ là chuyển lại nhé. Đây chuyển lại như sau. Bây giờ chúng ta bỏ cái này ra. Đấy. Và bây giờ chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ cho cái này vào bên trong này. Đây chúng ta đưa vào bên trong cái chỗ này này, đưa vào đây nhé. Cái này chúng ta đi vào đây, chúng ta vào cái lệnh này, nếu này. Đấy, nếu nhé, nếu mà đồng thời vừa 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 mouse down, vừa nháy chuột, vừa chạm phải con chuột, chạm phải cái lực con trỏ chuột, tức là khi mà người dùng nháy chuột lên con vật ấy, thì chúng ta cho nó
chúng ta sẽ cho nó tăng lên gì, kêu meo một cái mà cho tăng lên là 5%. Thế thì cái điều kiện kiểm tra là đồng thời vừa vừa chạm vào con trỏ chuột, vừa vừa chuột vừa nhét chuột, thì chúng ta phải dùng cái gì? Chúng ta phải dùng cái toán tử là en. Ở trong cái Scratch nó có hai, nó có ba toán tử rất quan trọng: toán tử logic nhé, phép toán logic, một phép toán và là en, hai phép toán là hoặc, ba phép toán là phủ định not. Thì cái này chúng ta sẽ dần cho sẽ làm quen dần nhé. Còn đây là en là và đấy, như vậy là vừa vừa đồng thời là thắt chinh đấy chuột, vừa đồng thời là mouse down, vừa đồng thời là như vậy là cái đây là một cái điều kiện không phải, điều kiện này nó không phải là điều kiện này nó không phải là sự kiện mà nó là cảm biến. Tất cả các cảm biến gì, cảm biến đó là những cái sự kiện tương đương sự kiện mà nó là không phải cho không phải do người dùng tạo ra mà nó là nội sinh ở trong chương trình nhé. Ta đưa đây vào đây đấy. Và nếu như này thì chúng ta đặt lại chế độ như sau, đặt lại chế độ cho đỡ phát âm thanh. Thì phát âm thanh là gì, là meo một cái này, phát âm thanh là meo này, meo nhé. Đồng thời là tăng cái trên size by 5 ở đây. Được chưa? Và tôi đưa cái này vào đây này, đưa cái này vào đây, đưa vào đây. Được chưa? Thực ra cái này không 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 nên điều đây, để chỗ này nó dừng lại sau 3 giây vì tôi muốn cho nó liên tục, tôi phải làm cái lệnh khác hay hơn nhé. Đây tôi làm cái lệnh này, đưa nó vào vùng là vô hạn, bị ấm nữa cho nó hay hơn này. Đưa nó vào đây. Thì bây giờ nó mới đúng này. Được chưa nhé? Như vậy là với cái âm và với cái trình này thì về mặt ý nghĩa nó tương tự như nãy, nhưng khác là gì? Nhưng khác là khi chúng ta mà dừng chương trình ấy, stop on ấy, thì cái này được dừng luôn. Và khi dùng bấm vào con chuột nó không bấm vào con mèo nó không to lên nữa nhé. Ta kiểm tra này. Đây. Bắt đầu. Bạn thắng rồi. Chưa ra ra cho nó thua nhé. Nó sẽ bây giờ cho thua nhé là. Ồ, nó để đây nó sẽ không, nó sẽ vẫn thắng mất nhé. Nó không kịp, nó không kịp bé rồi. Bây giờ tôi làm lại cho nó, bây tôi làm lại cho nó nhanh hơn nữa. Nhỏ này nó không kịp, 30 vẫn thắng rồi. Bạn thắng rồi. Đấy, như vậy là sửa lại chương trình nhé, cho nó 30 giây là nó phải bé lại cơ. Để tôi cho trở lại, tôi sửa lại như sau này, sửa lại chỗ này cho nó bé đi nhanh hơn nhé. Sau 1 giây là bé lên luôn đấy, bé đi nhé. Sau 1 giây là bé đi này. Và chỗ này tôi cho tăng lên, tăng lên là -10. Nó nhỏ rất, nhỏ rất nhanh. Tôi kiểm tra một tí nhé. Bạn thắng rồi. Chữ gì nữa đây? Cho mày đi rất nhanh nhé. Tôi cho lại đi, không nó dễ thua lắm rồi, không kịp việc nó xuống xuống nhanh quá rồi. Ôi rồi, ôi rồi, thua rồi, bị bố ngồi nữa này. Để tôi sửa một gì cho hay hơn nhé. Tôi sửa cái này để này vậy quá, để này. Thầy ơi, thầy ơi, ơi thầy, con thấy không cài cái phần mềm auto clicker thì nó ấn nhanh cực thế ạ. Làm sao mini dây nói một lần là cái phần mềm tự động ấn ấy thầy, nó một mini dây nó tự động ấn một lần thầy, mà cả phần mềm thầy ấn nó con đấy là thầy thắng luôn thầy. Đang tập lập trình thôi mà, chứ không phải là cái nó không có ý nghĩa là về mặt còn cái cụ thể chơi hay không hay là các bạn làm đấy nhá. Đây tôi chỉ lập trình thôi, tôi để thấy nhanh quá. Muốn chứng minh là khi mà nó dừng chương trình thì ta không bấm vào nữa. Chương trình chúng ta không thể bấm cho nó chạy được nữa cả. Tôi muốn làm như vậy cho nó đúng nhé. Bé lại đi, bé lại nào. 24 rồi, 25 rồi, 27 rồi, 28. Bạn thắng rồi.
Đấy, thắng rồi, nhưng bóng này không lên, không bị bóng này không chạy thế này, thấy không nào? Về bây giờ đúng rồi đấy. Rồi bây giờ chúng ta ghi lại bài này nhá. Chúng ta thấy là hai bài này về mặt ý nghĩa giống hệt nhau nhưng mà xử lý nó khác nhau một chút. Cái bài lúc nãy là chúng ta xử lý là dùng các lệnh sự kiện nhé. Còn bài này là sử dụng cái lệnh cảm biến. Chúng ta phân biệt hai cái đó nhé. Đây là ghi lại này, đây là nháy này. Nháy mèo nhanh là phương án 2 nhé. Phương án 2 là phương án đúng hơn và chính xác hơn. Đó. Được chưa? Như vậy là với các lệnh sự kiện thì bấm phím và nháy chuột nó tương đương, có cái lệnh tương đương là dùng cảm biến, nhưng có rất nhiều lệnh cảm biến khác là trong là không phải sự kiện. Thì tôi xin phép trình bày tiếp các bạn là những cái lệnh cảm biến khác rất quan trọng. Thì đối với em các cái lệnh cảm biến là cái lệnh mà nó tạo ra các sự kiện thôi, nhưng mà là nó không phụ thuộc vào người dùng và do tự động nó sẽ tạo ra ở trong chương trình. Thì ở trong Slack những lệnh cảm biến là lệnh rất là hay, nó giúp cho nhân vật chúng ta có thể tự động điều chỉnh dựa vào các hiện tượng cảm biến. Thì cái này nó giống hệt như là lập trình cảm biến, là giống hệt như lập trình robot. Như các bạn nào mà đã từng lập trình robot rồi thì sang cái này rất là dễ hiểu. Hoặc ngược lại, nếu những ai mà lập trình Scratch mà thành thạo cảm biến rồi thì mai kia các bạn học sang lập trình robot thấy rất dễ hiểu luôn, nó cũng dễ hiểu. Và có rất nhiều người mà lần đầu tiên mà học lập trình robot thấy rất là khó hiểu luôn. Vì sao lại phải lập trình đưa cái này vào trong vòng lập là vô hạn. Ví dụ như vậy. Thì khi đã lần ta lập trình cảm biến quen rồi thì chúng ta làm thấy rất là dễ. Nhưng mà cảm biến là cái gì? Cảm biến lúc nào nó chính là các sự kiện, nhưng mà nó không phải được thực hiện bởi các lệnh sự kiện mà nó thực hiện bởi các lệnh cảm biến. Cảm biến là gì? Cảm biến nó là cái gì? Cảm biến là như sau. Cảm biến nhé, nó là các cái nó chính là nó là các sự kiện thôi, nhưng mà các sự kiện là sự kiện là được phát sinh. Phát sinh là không phụ thuộc vào người dùng, người sử dụng đấy. Nó có thể là nó ngẫu nhiên ở trong chương trình tạo ra. Ví dụ như này nhé, ví dụ như là cảm biến là ta trong máy tính trong sách người ta phân loại ra là một là cảm biến va chạm. Khi một cái nhân vật này chạm vào một nhân vật kia, hoặc là khi một nhân vật chạm vào cái thành của cái sân khấu, hoặc là nhân vật chạm vào con trỏ chuột. Đấy. Cảm biến va chạm rất quan trọng nhé. Cảm biến va chạm. Hai là cảm biến màu sắc. Khi một nhân vật mà là va chạm vào một màu sắc nào đó, nó tạo ra cảm biến đó, rất quan trọng nhé. Cảm biến màu sắc. Thế đây là hai cái cảm biến là hay dùng nhất nhé. Ngoài ra còn có sensing, đến còn có cái cảm biến thứ ba là cảm biến gì? Cảm biến khoảng cách rất quan trọng. Cái thứ ba là cảm biến khoảng cách. Ba. Cảm biến khoảng cách rất quan trọng. Đấy. Thì ba cái này là ba cái cảm biến mà ở trong lập trình robot nó đều có hết nhé. Cho robot thì nó thực tế hơn, nó có thêm cảm biến như là cảm biến liên quan đến cảm biến sờ mó này, hay là cảm biến nhiệt độ này đấy, cảm biến ánh sáng là cái nó còn rất là mạnh. Còn đây thì nó chỉ thế này thôi: cảm biến va chạm, cảm biến màu sắc và cảm biến khoảng cách. Thì chúng ta sẽ cảm biến này nó đều phát sinh ra là những cái hàm, là những cái biến, mà cái biến đó nó có cái là những cái hàm, nó có giá trị đúng và sai. Và chúng ta phải đưa tất cả cảm biến này đều phải gì, tất cả cảm biến này là phải sao, đều dùng như sau, cách sử dụng là dùng lệnh if để ta nhận được
chúng ta để chúng ta phát hiện được cái cảm biến. Và cái thi ý thứ hai là phải đưa cái lệnh if này, đưa cái lệnh if một cảm biến trên, lệnh if này vào vào cái vòng lặp, vào cái vòng lặp vô hạn. Bắt buộc phải đưa vào. Đấy, thì cái đây là vì sao, là vì sao là vô hạn, bởi vì đưa vào vô hạn rồi thì chúng ta mới bảo đảm là chắc là sẽ tìm được cái nhận biết được cảm biến. Chứ đưa vào còn làm hiệu, và làm hữu hạn thì không được, thì sau hết khi xong vào lọc đó thì chúng ta không thể nhận biết được cảm biến nữa. Cảm biến này nó phải làm quá trình mà lâu dài suốt từ đầu cho đến cuối chương trình, cho nên bắt buộc phải đưa vào cái vòng lọc vô hạn. Đấy, thì chúng ta chú ý nhất thì đây là cái rất là hay. Thì có rất nhiều bài tập ở trong phần này thì bài tập của nó thì vô cùng nhiều, chúng ta sẽ làm nhiều nó quen thôi, không có gì cả nhé, không có gì là sợ cả. Thì tôi sẽ demo một vài cái trò chơi đơn giản để chúng ta hình dung nhé, làm chúng ta thường làm cái chương trình rất đơn giản thôi, còn khi chúng ta mà lập trình ý, trò chơi nó sẽ khó rất là nhiều, được chưa? Đây ví dụ như này nhé. Em xin phép thầy ạ. Ơi. Em thầy nói lại em về cái cảm biến màu ạ. Hai cái cảm biến màu em chưa hiểu ạ. Cảm biến màu sắc là khi mà một cái nhân vật mà va chạm vào một cái màu sắc thì nó đúng hay là sai thôi. Khi chưa chạm phải màu sắc thì nó là một cái hàm mà nó trả về là sai, còn nếu chạm màu sắc đó thì nó là đúng. Thế là màu sắc ở trong Scratch nó có hai lệnh, tôi mô tả luôn này. Để tôi mô tả luôn nhé. Thì tôi nêu một cái cho chúng ta hình dung để hình dung. Đây là con mèo này. Tôi làm thêm một vật nữa cho dọa thấy nhé. Có bóng như thế này nhé. Đây. Thì chúng ta lập trình cho con mèo trước nhé. Đây con mèo đây này. Đây là cảm biến va chạm này. Thì nó sẽ có 3 loại. Một là va chạm hay không vào con trỏ chuột. Hai là va chạm với cạnh của sân khấu. Ba là va chạm quả bóng. Đấy, thế không nào? Nó có bao nhiêu vật thì có bấy nhiêu cái cảm biến va chạm. Còn đây là màu sắc, đây là thắt trình color. Nếu con mèo chạm vào màu này này thì cái hàm này nó trả về là đúng không là sai, màu sắc đây này. Còn đây là cái hàm này là nếu cái màu này mà chạm màu này thì nó mới trả về đúng, còn không thì là sai. Cái này là cái bài tập mà dùng cái này nó rất là hay luôn, nó rất sâu sắc luôn nhé. Tôi sẽ cho ví dụ xong. Còn đây là cảm biến khoảng cách. Thì khoảng cách nó có hai loại là khoảng cách đến con trỏ chuột và hai là khoảng cách đến nhân vật. Đến nhân vật. Cái này. Đó. Thì chúng ta có thể dùng cái này, chúng ta sẽ lập trình thôi. Lập trình để chúng ta nhé. Như vậy là tóm lại là gì? Tóm lại là như sau, là cảm biến va chạm thì nó có ba cảm biến. Cảm biến là va chạm, nhân vật va chạm với gì, va chạm với con trỏ chuột. Hai là nhân vật va chạm với cạnh của sân khấu. Ba là nhân vật va chạm với gì, va chạm với một nhân vật khác. Cảm biến màu sắc có hai lệnh, một là khi mà nhân vật chạm vào một cái màu sắc nào đó, và hai là khi màu sắc này chạm vào một cái màu sắc khác. Còn ba là khoảng cách, thì nó có hai cảm biến, một là khoảng cách là từ nhân vật này đến con trỏ chuột, và cái thứ hai là cảm biến là khoảng cách từ nhân vật này đến nhân vật khác, được chưa? Đó, chúng ta chú ý nhé. Thì tất cả cái này nó đều có ý nghĩa rất là mạnh nhà. Đây tôi lấy ví dụ nhé. Đây là đơn giản thôi. Bây giờ như thế này, bây giờ tôi lập trình cho con mèo nhé. Đây tôi lập trình cho con mèo này. Tôi sẽ điều khiển con mèo sao cho mèo ăn được cá. Nhưng mà mèo ăn được cá thì mèo phải vượt qua các cái vật là các cái đống rơm màu sắc khác nhau, mà mèo rất sợ các màu sắc khác nhau, thì mèo phải tránh làm sao mà đi tránh được các cái đống rơm đó mà ăn được con cá. Được chưa? Ví dụ như sau như này, lập trình nhé. Chỉnh đây nhé, con mèo này. Bắt đầu tôi cho mèo, mà tôi cho mèo ở đây nhé. Làm như sau này, tôi làm một trình như sau nhé. Đây. Bắt đầu chương trình,
chúng ta sẽ cho mèo là ở góc trái dưới màn hình nhé. Đây, ta để cho mèo tôi go to đến cái vị trí góc trái dưới đây nhé. Trái dưới vị là âm 220 và y là âm 170, nằm góc giữa góc trái dưới này. Đấy, ở đây nhé. Và cho con mèo nó thì nó nhỏ lại để cho nó với cái set size cho nó là 60% thôi. Đấy, bé lại như thế nhé. Đấy, bé tí này. Rồi bây giờ mèo sẽ có nhiệm vụ là phải ăn con cá ở trên này. Tôi cho thêm nhân vật nữa là con cá nhé. Đây con cá này, tìm con cá nào. Fish. Đây, con cá đây nhé. Đấy, con cá sẽ nằm ở đây này. Đấy, được chưa? Tôi để con cá, tôi chỉnh cho con cá trước nhé. Con cá này, tôi để bài này rất đơn giản thôi, cho con cá nằm ở đây. Đấy, nằm góc trái trên nhé. Cho con cá nó bé đi một tí, ta lập trình cho nó dễ. Set size 50%. Đấy, được chưa? Đấy, cho ở đây đi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ để khuyển mèo được ăn đã con được con cá này, nhưng mà ở giữa đây nó có cho các cái màu sắc khác nhau, thì tôi chọn màu đây, tôi đặt màu, tôi vẽ sân khấu nhá. Tôi vẽ trên sân khấu các cái đống rơm khác nhau, tôi dùng màu khác nhau tôi vẽ nhé. Đây tôi vẽ khác nhau, tôi dùng cái màu, dùng cái bút này nhá. Đây là một cái màu sắc này đúng không, còn đây là một cái màu khác này. Đây là một cái đống khác, đây là đống rơm khác nhé. Đấy. À, đây là một đống rơm khác này. Đấy. Ví dụ thế nhé. Đấy, tôi lấy ví dụ thôi nhé. Đây là một màu khác đi. Một cái màu nữa là màu ở đây này. Đấy. Ví dụ tôi để ở đây nhé. Được chưa? Và chỗ này nhé. Như vậy là mèo phải đi qua, từ đây đi tránh qua như này nhé. Tránh qua cái chỗ này. Đây là mèo đây này. Đấy. Tôi điều khiển mèo bằng gì? Tôi điều khiển mèo bằng cái gì? Điều khiển mèo bằng bằng bàn phím nhé, bằng bàn phím. Tôi lập trình. Nếu mà nếu chúng ta cho mèo mà đi lên trên nhé, bấm phím lên trên thì mèo sẽ lên trên, bấm xuống dưới mèo sẽ xuống dưới, bấm sang trái mèo sang trái, bấm sang phải mèo sang phải nhé. Tôi làm như sau. Để làm chủ đề cho nó nhanh nhé. Đây, tôi vào cái lệnh lọc vô hạn nhé. Một tôi làm như sau. Tôi dùng lệnh if nếu này, đây nhé. Thì trong cái assassin có cái lệnh là dùng để cảm biến này, bàn phím lệnh này này. Để key này, press này nhé. Nếu người dùng nhá, đây. Để tôi cho vào đây nhá. Nếu người dùng bấm phím up. Phím up thì mèo đi lên. Up nhá. Đây này. Đây người dùng mà bấm phím up này thì ta cho mèo như sau, ta cho mèo sẽ xoay lên trên, point in direction, up lên trên, và mèo sẽ di chuyển lên trên, move lên trên là năm bước. Đấy. Ta làm tương tự nhé, tương tự đây, copy này xuống dưới này, bây giờ down thì ta cho cái này xuống dưới, quay xuống dưới, cho mèo quay xuống dưới. Đấy. Xong ta làm tiếp tục, ta là copy xuống dưới này. Đây. À, nếu mà sang trái, sang phải, right sang phải thì cho mèo sẽ quay hướng sang phải. Đấy, thấy chưa? Và cuối cùng là cho, nếu mà ta bấm phím trái, left, thì cho mèo quay bên trái. Đấy, thấy chưa? Đấy, người ta điều khiển được con mèo rồi. Điều khiển. Đấy, nhé. Chúng ta bấm vào điều khiển này, bấm vào đây này, điều khiển này, mèo lên xuống đây. Đấy, ta bấm vào. Đấy. Để cho mèo ăn một con này là thắng đúng không nào? Được chưa? Rồi thì cho lập trình như sau này. Nếu mà mèo mà va chạm phải cái này thì thật thua ngay. Thì là tức là mèo sẽ kêu ối là chết luôn nhé. Đấy. Còn người ta lúc mèo mà va chạm phải con cá thì mèo kêu là mèo mèo ngon quá nhé, là thắng. Đấy. Thắng cũng dừng lại. Mà bấm vào đây thì cũng thua, cũng dừng lại nhé. Rồi, sau đó chuyển như sau này. Nhìn như sau nhé.
Được rồi, giáo trình là nếu mèo mà chạm phải cái này này thì phải dùng dùng cái cảm biến là va chạm. Ta lập trình sang cái khác cho nó rộng thoải mái đi. Đây, chúng ta sẽ lập trình sang thì song song nó dễ. Đây. Đây forever. Tất cả các cảm biến là phải nằm trong cái vòng lặp là vô hạn hết nhé. Mà chúng ta cho cái lệnh đây, nếu này. Nếu va chạm phải màu sắc này, đây này, nếu nhé. Sensing đây. Đây, nếu mà touching color. Chúng ta dùng color này luôn nhé, chúng ta dùng này. Đây có một màu, hai màu, ba màu, bốn màu, chúng ta dùng luôn màu này nhé. Thì bấm đây là chọn màu này. Đó. Nhưng đây có lệnh là chúng ta lệnh là chọn màu có sẵn trên màn hình. Bấm đây nhé. Là chọn màu có sẵn, chúng ta bấm vào đây và di chuyển đến đây. Đấy. Kích chuột. Xong. Và cái đó cái màu này chính là cái màu này này. Đấy. Thì nếu mà đây nhé, chạm đây thì thua loa, chúng ta sẽ cho một cái lệnh, cho một cái âm thanh vào đây nhé, âm thanh ta thua âm thanh này. Ối ối, chúng ta làm nhanh đây nhé. Ối này, ối là thua đấy nhé. Đây là ối này, ối nhé. Ối này, đấy nhé. Thì nếu mà mèo mà chạm phải cái màu sắc này thì mèo sẽ kêu ối ối, chúng ta dùng cái lệnh là phát ra âm thanh ối ối, ẩn thiên đan và thua luôn. Và cái lệnh là gì, control và cái lệnh stop on, thua luôn. Đấy. Được chưa, đây là một lệnh nhé. Chúng ta làm tương tự với màu này, màu đỏ, ba màu, 1 2 3, chúng ta copy xuống thôi, đúng vào đây, chọn màu đỏ đây, chính xác chưa. Rồi tương tự, tôi đưa vào đây nhé, tương tự chọn màu xanh, bấm vào đây. Đấy. Như vậy người dùng sẽ phải bấm chuột thật, sau đó thật nhanh để chúng ta điều khiển khéo để cho nó khỏi, để nó phỏ chạm vào những cái vật này nhé. Đấy. Thử cái này đây nhé. Đấy. điều khiển con mèo này. Mình tôi làm trình tiếp này, là nếu gặp cá thì sao? Đây, tôi đùa vào chuyện đơn giản nha. Nếu mà gặp cá, đấy được mà đây cũng được. Chúng ta vào cái lệnh này, if mèo mà sensing, nên mèo mà touching. Nếu mà touching cá, đấy, touching cá nhé, fish. Nếu touching cá, thì mèo sẽ kêu meo meo ngon quá này. Mèo sẽ làm như sau này, tôi vào âm thanh lên nhé. Mèo kêu meo meo này. Mèo kêu meo 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 này. Đấy. Meo meo và thêm chúng ta thêm thanh nữa cho thích đi nhé. Thêm thanh nữa này. Mèo ăn cá này. Ôi. Ngon quá, ngon quá. Thấy chưa? Chúng ta vui vẻ này mọi người. Ngon quá, ngon. Đọc lại. Ngon quá, ngon quá. Đấy. Ngon quá, ngon quá. Ngon nhé. Được chưa? Ngon. Như vậy mà khi mà mèo mà touching với fish thì play âm phát thanh ôi mèo, sau đó là phát âm thanh là ngon. Ẩn thiên đan. Được chưa? Ẩn thiên đan. Nhưng mà bây giờ chúng ta chưa dừng lại vội nhé, chúng ta để vào đây này. Ngon quá, ngon quá. Ngon quá, ngon quá. Để chúng ta lập trình lại nhé cho bạn xem này. Đây này. Ối ối. Đấy, thua rồi, ối là thua nhé, phải bật lại từ đầu này. Bia điều khiển không được nhé, bia điều khiển và phím nó không được đâu nhé. Là chết rồi. Vẫn được chơi lại nhé, đây này. Đây nhé, lại này. Ngon quá, ngon quá. Ngon quá. Đấy, thì bia chúng ta chuyển như vậy là gần xong nhé. Bia chúng ta muốn như sau thế này. Khi mà chạm phải con chuột, chạm vào con cá ấy, ngon ngon như này rồi, thì sau đó là con cá sẽ phải biến mất đi cơ, chứ để đèn nó kêu mãi, con cá sẽ biến mất đi và gì, và biến mất và khi đó thì gì, và khi đó sẽ mèo sẽ trình sẽ kết thúc, thì làm như thế nào? Đấy, chuyện này hơi khó nhá. Như vậy là làm sao để khi mà đây là khi mà play sao ngon quá xong rồi thì con cá sẽ phải là biến mất. Nhưng mà cần có một cái quan hệ giữa mèo và cá. Được chưa? Thì chúng ta có hai cách dùng. Cách dùng lần trước làm rồi là ta dùng tạo một cái biến. Khi mèo mà chạm cá, đặt cái biến đó là 1.
con chữ đó là không. Thì khi mà con cá sẽ nhận biết được khi nào mà con mèo nó biến nó bằng một thì con cá nó mất đi. Là cách nhất. Cách thứ hai hay hơn nhiều, cũng hay hơn nhiều nhưng cũng rất là nguy hiểm, rất là dễ thôi, được tôi nói hay hơn đi. Người ta dùng khái niệm là thông điệp. Thông điệp tức là ngoài cái cảm biến ra thì ngoài cái gọi là cái sự kiện là một, là cảm biến là hai, cái thứ ba nó là cái thông điệp rất quan trọng. Thông điệp hay là trong cái chương trình chúng ta đặt tên là phát tin ấy, phát tin tức là nó là cái lệnh là broad cái lệnh nó tên là gì, tôi dùng lại nó là lệnh gì, lệnh vào cái lệnh control, à và lệnh là event, lệnh là gì, là broadcast nhé, nào lệnh là broadcast. Đấy. Tôi không nghe nhé, là broadcast là phát tín hiệu hay là thông điệp, phát tín hiệu. Thì khi một nhân vật ấy mà phát tín hiệu ra thì tất cả các nhân vật khác nhận được hết, mà nhận rất là nhanh. Tất cả các nhân vật khác là hoặc là họ sân khấu là phát hiện ra ngay, và nhân vật đó cái nhân vật mà nhận được tín hiệu này là nó coi như là một lệnh sự kiện, và nó sẽ xử lý như là một sự kiện. Đấy, thì hay như vậy. Thông điệp là một công cụ rất mạnh để chúng ta gửi cái quan hệ giữa các nhân vật với nhau. Như vậy là chúng ta có khái niệm sự kiện này, hai là cảm biến này, và ba là thông điệp hay là tín hiệu. Thế còn cái thứ nữa nhé, là để mà gửi thông điệp ta có cái thứ nữa là dùng cái biến nhớ, dùng biến. Chắc nói rồi, biến cũng rất hay. Thì ta tùy tình hình, lúc này thì cần thông điệp, lúc này thì cần biến nhé. Mà tôi nói luôn kinh nghiệm nhé, kinh nghiệm là chúng ta phải hài hòa giữa thông điệp và biến. Khi nào dùng thông điệp, khi nào dùng biến. Tôi xem rất nhiều chương trình của rất nhiều người cho tôi xem, các giáo viên cho tôi xem, của học sinh cho tôi xem ấy, thì đa số các bạn thiết kế nó hơi dở chỗ này. Chúng ta cứ hoặc chúng ta lạm dụng cái thông điệp quá nhiều, chương trình nhìn rối rắm khó hiểu lắm, mà người mà quan sát rất là khó chỉnh sửa, gặp sai lỗi nó khó chỉnh sửa. Loại thứ hai là ít dùng thông điệp mà dùng lạm dụng cái biến nhiều quá cũng không hay. Thì vấn đề là khi nào cần có một cái thông điệp giữa hai người với nhau, thì khi nào dùng biến, khi nào mà dùng thông điệp, đây là cả vấn đề lớn nhất, cả một cái gọi là kinh nghiệm, và cái khả năng để chúng ta, cái khả năng gọi là khả năng năng khiếu để viết chương trình đấy. Cái này cũng không dễ mà học được, cũng phải làm nhiều mới quen. Như vậy con chúng ta thấy là khi ta làm cái đạo diễn làm phim ấy, làm kịch bản ấy, người đạo diễn rất là, người làm phim rất là hay, người làm phim rất là dở, là do cái khác nhau giữa họ là cái kinh nghiệm này, rồi là cái năng khiếu nữa. Có người làm phim làm cái chương trình, là cái bản kịch cũng não hay ho, người làm thì rất là dở. Như cái này thôi, chúng ta lập trình để tạo ra các cái thông điệp giữa các cái nhân vật với nhau, thì chúng ta phải xử lý khéo léo giữa cái thông điệp và cái biến này sao cho hợp lý. Vấn đề là làm sao thiết kế cho thật gọn gàng, thật là dễ hiểu mà nó không bị rối. Cái này khó lắm, cái này sau này có lẽ tôi sau này lúc đó tôi sẽ suy nghĩ, và tôi sẽ viết hẳn một cái quyển sách, hay sẽ dạy một loạt những cái gọi là kinh nghiệm để viết chương trình. Không phải ai cũng viết được chương trình thật là ngon lành đâu, cũng rất khó luôn đấy. Từ xưa nay tôi đã chấm rất nhiều cuộc thi về các bạn trẻ, các bạn nhỏ làm cái chương trình, các cái phần mềm ấy, thì tôi thấy là rất ít bạn đạt yêu cầu như này. Đa số là chúng ta làm rất là rối rắm và rất là khó nhìn luôn, rất là khó theo dõi. Cái này tùy từng người nhé, cái này tùy từng game, chúng ta phải làm nhiều kinh nghiệm nhiều ta mới hiểu được. Còn bây giờ bên này, cái bên này ta làm như sao? Bên này thì theo tôi thì chúng ta có một cái lệnh thôi, chúng ta có thể dùng biến cũng được mà dùng thông điệp cũng được. Vì tôi sẽ dùng thông điệp để cho thử nhé. Đây, khi mà mèo con mà phát âm xong meo meo, phát âm xong là ối ối, à ngon quá, thì mèo sẽ gửi một thông điệp để con cá nó nhận biết được, và con cá lập trình là khi bệnh thứ đó cá nó sẽ ẩn đi, và chính cá là người ra cái lệnh là dừng chương trình. Rồi thì mình như sau, mèo sẽ gửi một thông điệp, để làm mèo đấy nhé, chúng ta sẽ làm cái lệnh là vào cái thực đơn là, và cái nhóm lệnh là event, và gửi cái lệnh là broadcast. Đây,
mà chúng ta bấm vào đây, chúng ta chọn cái lệnh là new, một cái thông điệp mới, bấm vào đây và chúng ta gõ lệnh ở đây, lệnh dụ như là xong rồi, ăn xong rồi, xong xong rồi, coi như là ăn xong rồi, được chưa? Đấy, chúng ta đưa vào đây. Đấy. Thì đây là như vậy là mèo sẽ gửi một thông điệp là xong rồi, và thông báo cho con cá biết. Và chúng ta sang con cá đi. Ở đây nhé. Ở chỗ này là bắt đầu tiên cá những con cá như này. Và con cá khi bắt đầu tiên cá nó phải hiện ra. Chúng ta thêm một lệnh nữa là lệnh là cho cá nó vào cái lúc và cho cá nó show lên. Nó hiển thị. Đấy. Khi mà con cá nhận được cái thông điệp thì con cá sẽ hiểu đó là một sự kiện. Chúng ta vào lệnh event và có một lệnh như sau. Lệnh là when. Đây. When receive, when I receive xong rồi. Để có thể có nhiều sự kiện nhé. Nhiều thông điệp nhé. Đây là cái lệnh là nhận biết cái sự kiện. Như vậy là sự kiện là đây là sự kiện là nháy chuột này, sự kiện bấm phím này. Đây là sự kiện gì? Đây là sự kiện là người dùng nháy chuột lên nhân vật này. Còn đây là sự kiện gì? Là cái sự kiện là cái sự kiện là nhận được một thông điệp rất quan trọng. Như vậy là cái lệnh ở bên này là gửi thông điệp. Phải có một nhân vật khác là nhận thông điệp và xử lý. Được chưa? Vậy khi mà con cá nhận thông điệp thì sao? Thì sao? Làm sao? Cá sẽ ẩn đi. Để tôi vào cái looks và cá sẽ ẩn đi. Chúng ta cho cá nó thêm một giây đi cho thích đi. Chúng ta cho cá nó quay một giây và nó ẩn đi. Ẩn đi xong thì nó sẽ gửi thông điệp gì? Nó gửi cái thông điệp, nó gửi cái lệnh là gì? Gửi ra lệnh thông điệp là dừng tất cả lại. Để show on. Stop on. Đấy, gọi là xong nhé. Xong một cái trò chơi. Thử cho bạn xem nhé. Đây. Bắt đầu này. Cho điều khiển đấy nhé. Ối ối. Điều này là tức thua ngay nhé. Là chuyện lại từ đầu nhé. Đây. Ngon quá, ngon quá. Đấy, ghi ra đây. Chúng ta gửi thông điệp như vậy thì con cá sẽ ẩn đi và lúc giờ là dừng chương trình. Được chưa? Mày xong rồi đấy. Bây giờ tôi sẽ sửa một chút chương trình nhé. Tôi làm cho con mèo nó đi, tôi muốn cho mèo nó vừa đi nó vừa nhảy cái chân hay làm cách nào. Mèo nó đi nó phải động đậy cái chân nó mới hay, tôi sửa một tí thôi. Sửa một tí tôi làm cho trình dễ hay nhé. Để làm như sau. Này. Tôi sửa chỗ này này. Tôi sửa chỗ này là không phải chỉ là mèo là đi 5 bước đâu, mà tôi sẽ sửa chỗ này là mèo nó vừa đi nó vừa mới chạy nhảy một chút là thế nào. Làm như này đấy nhé, tôi sửa rất nhanh, tôi sửa như này. Tất cả các lệnh là move 5 bước này tôi sẽ làm như sau. Tôi sẽ sửa thành một lệnh như này. Tôi sẽ sửa thành một lệnh là mèo vừa đi vừa nhảy. Tôi vào cái lệnh là repeat. Đây, repeat này. Yeah. Đây, repeat là tôi để là 5 bước đi. 5 bước nhé. 5 bước nhưng mà là mèo sẽ như sau. Mèo sẽ move đi một bước. Cứ mỗi một bước ấy. Cứ mỗi một bước này là mèo là thay đổi chân. Dùng cái lệnh là next costume. Thay toàn bộ cái này vào. Thấy con nào? Đây này. Đây, chúng ta sửa tôi thấy ngay đây. Chúng ta thay cái này vào đây nhá. Đây hay chỉ có một tí chúng ta bỏ cái này ra, thay cái này vào. Đấy. Ở tiếp tục copy nhé. Bỏ cái này ra. Copy cái này vào đây. Lệnh thứ hai nhé. Bây giờ bỏ cái này ra. Thay cái này vào đây. Một chút thôi nhưng làm cho chương trình trở nên rất là hay và nó làm cho chương trình nó trở nên rất là ngộ nghĩnh. Đấy. Bây giờ là được rồi đấy, tôi thử chọn xem nhé. Đây này. Đấy. Chạy như này này. Tôi cho nhanh một chút cho nó hay nhé. Tôi sửa như sau. Tôi sửa chỗ này không phải đây, tôi để chỗ này là move, chỗ này là move là hai bước đi. Cho nó hay hơn một tí, nó sẽ nhanh nhanh nhưng mà à, còn chỗ này chưa được nữa. Chỗ này là hai bước này. Chỗ này là hai bước này. À, chỗ này là hai này. Đấy. Nhanh hơn một tí đấy. Chúng ta thử nhé. Đấy. Nhanh hơn chưa? Đấy không nào? Ngon quá, ngon quá. Đấy, xong rồi nhé.
Bây giờ tôi lưu này lại thành một hành trình để chúng ta ta nhớ lại, chúng ta biết cách làm. Nhưng mà cái bài này các bạn làm cái bài đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta cứ sửa sửa dần thành một hành trình tương đối, một trò chơi tương đối hoàn chỉnh, gọi là cái tên là mèo ăn cá nhé. Đấy. Được chưa? Chúng ta ghi lại cái bài này thành mèo ăn cá này. Như vậy là kết hợp vừa gì, kết hợp vừa 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 sự kiện này nhé, vừa cảm biến này, mà vừa gì mà lại vừa vừa cảm biến mà lại vừa các cái thông điệp nữa và tín hiệu nữa. Như vậy là một cái bài tổng hợp, một số ở dạng rất đơn giản. Và từ cái bài này chúng ta có thể làm được thành những bài tập khác nó phức tạp hơn, đúng là được chưa? Như vậy là chúng ta vừa mới làm quen với một cách, hôm nay là chúng ta làm quen với các khái niệm như này rất quan trọng nhé, rất quan trọng. Bây giờ tôi ra làm thêm một cái bài tập nữa để chúng ta có cái hình dung. Vì cái bài này tôi làm như sau, cái bài này làm như sau nhé. Bây giờ tôi muốn là gì? Tôi muốn là chứng minh của chúng ta là đây, tôi làm bài tập như sau, một cái bài tập mà một cái trò chơi tôi đối hoàn chỉnh một chút nhé. Và chúng ta sẽ cùng nhau làm cái bài tập đó. Đây, bây giờ tôi muốn như thế này. Tôi muốn là trên mình của chúng ta sẽ đồng thời xuất hiện các quả bóng. Và nó có số trên nó. Quả này là con số 5, quả này là con số 10, quả này là con số 1, quả này là con số 2, gọi là 2-3 quả nhé. Và quả bóng này nó chạy tự do trên màn hình này, do trên màn hình này nhé. Được chưa? Tự do trên màn hình này. Và chúng ta sẽ phải nhấc chuột lên các quả bóng này. Khi mà nhấc chuột lên quả bóng này thì ta được cộng điểm theo đúng quả bóng này. Đấy, bên này là bài liên quan đến đấy. Liên quan đến cái việc chúng ta phải dùng phải nhấc chuột đấy. Đấy, khi mà nhấc đúng lên quả bóng nó kêu pop một cái và nó ẩn đi, sau đó nó hiện ở ra một chỗ khác và nó lại chạy tiếp. Như vậy là nhấc bóng tập nhấc chuột lên bóng. Và tính điểm. Có nhiều bóng nhé. Có bóng thì có một bóng nó có điểm, cũng có điểm làm có điểm số là 1 2 3 4 cho tùy nó xuất hiện cách ngẫu nhiên. Chúng ta sẽ tìm hiểu xong. Và sau 30 giây thì nó kết thúc. Thì ai điểm cao nhất thì nó sẽ là thắng nhé. Vậy là phải có cái biến để mô tả điểm này. Chúng ta phải tạo ra các nhân vật làm sao có quả bóng như thế kia. Quả bóng mà là có hình, có cái điểm số trên kia. Như vậy chúng ta phải buộc phải dùng gì? Phải dùng cái khái niệm là gì? Phải dùng cái gì? Phải dùng cái gọi là cái chúng ta phải vẽ lấy cái hình này. Trong máy, trong máy tính nó không có cái nhân vật như vậy. Chúng ta phải tạo ra cái hình đó. Mà tôi muốn thì tôi muốn là nó phải có cái các cái điểm số trên đó, nó phải hiện tượng là ngẫu nhiên cơ. Hay tôi mới hay chứ là quả bóng nó mà luôn là 10 điểm không hay. Tôi muốn cho nó là tương đối ngẫu nhiên, được chưa? Đấy, mà chúng ta phải biết được điểm của nó. Đó, thì bài này tôi sẽ làm nhé. Tức là kết hợp rất nhiều thứ cộng lại vào cái bài trò chơi tướng là hay. Tức là ta cùng nhau làm này. Nó cũng đơn giản thôi. Bài này chúng ta sẽ làm lại ở trong trang phần sau. Sang cái phần sau, phần 4 bài đầu tiên là phần cơ bản, 4 bài sau là phần nâng cao. Chúng ta sẽ làm lại bài này dưới cái dạng nâng cao nó sẽ hay hơn nữa. Bây giờ chúng ta làm độ đơn giản thôi. Thì chúng ta tạo một nhân vật và chúng ta vẽ lên nó các cái hình, các cái số cho nó thành là khác nhau nhé. Mà chúng ta làm đơn giản thôi nhé. Đây, chúng ta có thể vẽ và lấy hoặc chúng ta tạo mình có sẵn, nhưng mà hình có sẵn thì không có, hình như không có hình nào có hôm nay thì không hay lắm. Đúng rồi, cũng được nhé. Thôi, chúng ta vẽ lấy đi. Cho nó hay nhé, vẽ lấy. Chúng ta xóa cái này đi và chúng ta tạo ra một nhân vật mới tinh. Dùng lên này là xóa là tạo mới này. Đấy. Bây giờ tôi vẽ cái hình tròn và tôi vẽ cho nó là các cái điểm số nhé. Và tôi tạo ra cái điểm số là như sau. Tôi làm như sau nhé. Đây, tôi tạo cái này, tôi vẽ một cái hình tròn như thế này. Đấy, được chưa? Cho nó vào đúng ở giữa nhé. Đó. Và bây giờ tôi chèn vào đây là tôi đây, T ở đây nhé.
tôi bấm vào đây và tôi bấm đây và tôi tạo ra cái điểm này, cái tên này là cái tên này, cái này cũng dùng cái này à? Một nhé, một đây. Tôi muốn cho nó vào giữa giữa cái hình rồi, đây là cái hình tôi muốn to nữa đi cho nó đẹp nhé, các bạn tập vẽ một tí nhé. Đây là một nhé, nhưng mà cái hình này là cái nhân vật đầu tiên này tôi đặt tên nó là một, bên đây gọi là một nhé. Đấy. Bây giờ tôi chỉ làm sang như sau, tôi chỉ việc là copy thôi, tôi bấm chuột phải và chọn là duplicate, đây là số 2. Số 2 tôi bấm vào đây, tôi gõ rõ số 2 vào đây, tôi bấm cái nút này này, tôi gõ đi số 2 2 nhé, 2. Xong số 2 nhé. Và tôi bấm chuột phải và tôi chọn một số nữa, tôi lấy ví dụ không quan trọng, tôi lấy số là số 5 chẳng hạn, 5 nhé, không, ở đây không thể là 5 được, ở đây phải là số 3 nhé, 3. Số 2 nhé, đây là số 3, số 3, rồi, ở đây 4. Cái số này tôi phải dùng lại nó chứ tôi dùng là nhé, 5. Rồi, như vậy là gì? 5 nhé. Đây là 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, được chưa? Đấy, thế thì như sau nhé, các bạn chú ý nhé. Tên của nó cũng là 1, 2, 3, 4, 5, 1 này, 2, 3, 4, 5 luôn này. Đó, thì đây là cái số tính của nhân vật này. Tôi gọi cái nhân vật này là có bóng 1 nhé. Nhân vật này tôi gọi là bóng 1 đi. Tôi gọi là bóng 1, tôi gọi là B1 đi. Là bóng 1 nhé. Và bây giờ tôi sẽ làm như sau, tôi sẽ tạo ra các quả bóng tương tự như vậy, tôi tạo ra 3 quả bóng đi. Thì nó sẽ được nhiều hơn, tôi bấm chuột phải ở đây nhé. Bấm chuột phải ở đây, tôi bấm copy duplicate. Đây là B2 nhé, đây tôi gọi đây là B2. Thì B2 tôi sẽ tô màu lại. Dùng lệnh này tôi màu lại nhé. B2 tôi tô màu lại là màu vàng đi. Tôi muốn tô màu lại là màu vàng. Nó là màu vàng. Đấy. Màu vàng này. Bóng nó khác nhau đúng không? Còn 5, cái chiếc B2 là màu vàng nhé. Tôi làm cái màu bóng số 3 là màu tím tím nhé. Bóng số 3 đây là B3 này, B3 nhé. B3 tôi chọn cái màu sắc khác đi một tí. Màu hồng đi. Đấy. Hồng đấy kia nơi màu này nhé. Đấy. Số 2 này, số 3 này, số 4 này, số 5 này. Được rồi. Được chưa? Như vậy tôi sẽ lập trình cho từng cái một, các lập trình cho các con này là giống nhau. Bây giờ tôi lập trình cho từng con một nhé. Thì như sau này, các nhân vật này nó càng số nó càng lớn ấy thì nó càng chạy nhanh và nó càng bé đi một tí, và nó số nó càng nhỏ thì nó cái số nó càng lớn, cái kích thước nó càng lớn. Được chưa? Thôi tôi lập trình cho con vật này là chuyển động trên màn hình làm cách ngẫu nhiên, vận tốc cho bằng nhau đi nhé, để cho nó thuận tiện khi mà làm nhé. Để tôi lập trình đây. Đấy, như là chỉnh cho con B1 trước nhé. Đây này. Ban đầu tôi để cho nó ở giữa màn hình. Ban đầu để giữa màn hình nhé. Để cho từng con một nhé. Để con này xanh chữ này. Đấy nhé. Và như sau này. Ban đầu này tôi để cho nó như sau này.
Tôi sẽ mà đây, tôi sẽ đổi cho nó sang cái, đổi sang cái em chuyển sang custom là cái cho nó với một cái số là ngẫu nhiên từ 1 đến 5 nhé. Tôi lại chọn chọn cái này, tôi phải chọn nhé, ngẫu nhiên từ 1 đến 5. Đấy. Chuyển sang cái em cái trang phục từ 1 đến 5 và cho nó chuyển động vô hạn ở trên màn hình. Vô hạn đây. Cho nó, cứ cho nó một cái point direction, ở đây là gì, là ngẫu nhiên, ngẫu nhiên từ 1 đến 90. Đấy. Và nó di chuyển move với 10 vận tốc như này. Tôi sẽ sau nhé, tôi sẽ sửa cái này sau và tôi cho nó chuyển động như này. Em giữ như này này, di chuyển như này nhé. Đấy. Thì như sau này, khi mà người dùng mà nhấn chuột lên cái nhân vật này nhé, thì nó kêu pop một cái, nó ẩn đi và sau 1 giây thì nó hiện ra ở chỗ khác với cái con số khác, và chúng ta phải làm sao, chúng ta phải cộng điểm cho người sử dụng. Đấy. Đấy, chúng ta là như vậy, nó hơi khó hơn một chút nhé, vẫn là sự kiện thôi, cảm biến thôi, nhưng mà làm sao là chúng ta có thể nhận biết được cái này, cái điểm số này hơi khó đấy nhé. Thì làm như sau này, nên chúng ta làm như sau nhé, chúng ta phải lập trình ở chỗ khác, ở chỗ này, ở chỗ khác nhé. Đây, lập trình ở đây cũng được, tôi lập trình chỗ khác cho nó hay hơn nhé. Đây, tôi lập trình như này, đây, ở đây nhé, tôi lập trình này cũng đã lập trình cảm biến thì phải nằm trong cái forever. Những người dùng mà nhánh chuột lên nhé, là như lúc nãy này, tôi chọn cái này nhé. Nếu người dùng mà nhánh chuột lên này, đây, và cảm biến nhé. Nếu người dùng là nhánh chuột lên, nếu mà mouse down này và cái nhân vật này nó touching thì mouse point, mà ta chọn cái biểu thức logic lại và đấy. Nếu như này này, đó. Nếu như này này, thì chúng ta cho nó kêu pop một cái, có lệnh pop vậy này, kêu pop một cái, được chưa? Pop một cái thì vấn đề là điểm số phải tăng lên, được chưa? Tôi làm như sau, tôi vào một cái, có một cái biến gọi là biến điểm số nhé, biến điểm số, điểm số. Bắt đầu nó là không, điểm số nằm ở đây này, đấy. Bắt đầu nó là không, thì khi mà người dùng bấm chuột đúng rồi, nó sẽ tăng lên. Tăng lên là bao nhiêu? Hơi khó nhé. Ta vào cái lệnh này, ta vào cái lệnh là đây này, cái lệnh là ta vào cái lệnh là change điểm số by bao nhiêu. Chỗ này là rất là khó nhé, ta dùng lệnh gì? Ta dùng lệnh sau đây này. Có một cái lệnh để ta biết được là nó đang nằm ở trang phục số mấy. Đấy, cái này cái rất đặc biệt này. Đây, chúng ta vào cái looks mà ta chọn được cái gì, chọn được cái đây custom number nha, yeah, number đấy, nó đang ở cái number nào 1, 2, 3, 5 đây là cái gì? Cộng thêm vào cái này, vậy là điểm số sẽ tăng lên tùy thuộc vào cái số ở đây này, 1, 2, 3, 4 hay là 5 này, thấy không nào? Đấy. Được chưa? Và chúng ta và chú ý chỗ này nhé, chúng ta cho đây này, nếu mà nó tạo vào là cho nó ẩn đi sau 1 giây và nó bật lại ở một cái vị trí khác, không quan trọng, nhưng mà lại với một cái con số khác, làm như sau. Ở đây nhé, chúng ta sẽ cho nó hai đi đấy. Và chờ sau một giây thì cho nó xuất hiện tại một vị trí khác. Chúng ta sẽ cho một lệnh như sau, chúng ta sẽ cho nó chọn một cái khỏi, không cần chọn hướng khác, và ta cho nó hiện ở một cái vị trí khác sau 1 giây nhé. Thì chúng ta làm như sau, chúng ta cho nó hiện trở lại sau 1 giây, chúng ta cho nó hiện trở lại này, hiện trở lại này, và chuyển đây này, và chuyển chuyển cái gì chuyển kia
chuyển cái sang phục sang một cái số khác đây, chuyển sang phục sang một số khác ngẫu nhiên từ 1 đến 5. Đấy. Ta đưa nó vào đây này, show nhé, ghi lại ví ở vị trí khác, vị trí đặt là không cần, để đẹp được, được chưa? Đấy. Và lại làm tiếp, đấy. Đây nhé, quên mất chỗ này ban đầu là để không không nhé. Không này, và cho nó và cho nó gì cho nó hiện nhé, show. Đấy. Chúng ta chạy lại thử xem nhé, đây này, đấy, hiện lại sau con số lớn mà trở lại này, tôi sẽ để hiện sau nhé, 2 này. Lên 8 điểm chưa? Chúng ta có thể tăng lên cái số chúng ta làm cho tăng lên một tí nữa thì nó sẽ nhiều được nhiều lên lên thôi nhé. Đấy. Được chưa? Bây giờ tôi muốn cho nó thay đổi cái kích thước một tí thì cũng hay ho một tí nhé, tôi làm như sau. Khi mà switch custom ở đây tôi để cho anh được. Tôi set được rồi, cái lệnh đặt cái kích thước được rồi, và cái lúc nhé, đặt set size tôi để cho nó ngẫu nhiên từ 50 đến 100 nhé, 50 đến 100, nó đủ hay hay ho một tí rồi, đấy. Set size ở đây nhé, tôi đưa nó vào đây, và tôi đưa nó vào đây, đấy, được chưa? Chưa? Và việc tôi copy ba cái là giống hệt nhau. Đây. Việc tôi muốn copy cái này sang sang hai bên kia làm như sau, tôi việc copy đơn giản tôi kéo cái này, tôi kéo cái này sang số 2 này. Giống hệt luôn, tôi kéo cái này sang số 2, giống hệt nhau mà. Rồi, xong copy sang số 3. Giống hệt nhau. Copy sang số 3 nó chuyển giống hệt nhau. Đấy. Được chưa? Và bây giờ ta thấy là nó như này đây. Cả ba cái này chưa chạy, cái số 3 này chưa có. Ồ, thằng này bị thừa. Số 2 này bị thừa hay sao? Copy sang cái số 3. Copy sang cái số 3. Đấy. Cái số 3 đây nhé. Ba cái này là bị là giống nhau rồi. Đấy, nhưng mà tất cả đều là bốc nhiên cả mà. Được chưa? Đây. Đây. Cả ba cùng chạy đây. Ở với vận tốc là nó khác nhau, bây giờ tôi muốn cho nó khác nhau cơ. Bây giờ làm sửa như sau này. Tôi muốn như sau là cái số nó càng to thì cái vận tốc nó càng bé. Được chưa? À, số càng to vận tốc nó càng nhanh chứ, số càng bé vận tốc càng chậm, tôi làm như sau. Tôi phải làm tôi điều khiển từ chỗ nó hay một tí nhá. Đây tôi sửa mình chỉnh một tí thôi. Sửa chỗ này cứ số 10 này. Nhá. Tôi muốn làm như sau là tôi muốn cái này là với số to thì tôi sẽ cho cái đây tôi làm như sau. Với vận tốc như sau. Tôi nó bằng chính cái số đó nhân với 2 đi thì nó ra cái vận tốc của nó, được chưa? Đấy, làm như sau tôi chỉnh cái này là thành phép nhân nhé, phép nhân này 2. 2 nhân với cái gì? Tôi vào cái loops và tôi chọn cái số đây. Đây. Nhưng mà cái số càng lớn ấy, thì nó vận tốc nó càng nhanh. Tôi để vào đây. Copy sang 2 này. Copy sang 3 này. Đấy, để vào đây nhé. Đấy. Sang bên này. Đưa cái này vào đây. Đấy. Đấy. Số càng to thì nó sẽ càng đấy. Đâu nhỉ? Chưa copy à? Hai có gần cái ba chữ có đúng không? Đấy. Dừng lại đây. Đây nhé. Đây này. Từ đầu này. Đấy.
Số to thì nó, số càng to, số bé nó sẽ tốc độ chậm, số bo càng to nó càng nhanh, thấy không nào? Được chưa? Bây giờ làm tiếp tục, tôi làm tiếp tục là cái cuối cùng là tôi tính thời gian này. Tôi vào cái tôi làm thêm một cái tham số nữa là tham số thời gian. Tên nó là time. Thời gian. Thời gian tôi có thể ẩn đi hoặc để đẹp được thời gian để bên này nhé. Đấy. Mà tôi làm như sau. Sân khấu là cái nơi là ta sân khấu là cái nơi chúng ta sẽ điều khiển chung. Thì ban đầu tôi đặt đây chương trình đây. Ban đầu tôi đặt là điểm số bằng 0 và thời gian time đặt bằng 0. Và tôi làm như sau. Tôi dùng cái lệnh gì là repeat until. Repeat until. Bây giờ bao nhiêu thì tùy ý tôi nhé, để tôi muốn để thời gian là bằng 60, tức là tôi muốn là chơi trong 1 phút, để bằng 60, chơi trong 1 phút. Và tôi làm như sau, tôi cho cái lệnh wait sau 1 giây, thì tôi tăng cái thời gian lên 1 giây, trên thời gian lên 1 giây. Đấy. Và kết thúc thì tôi sẽ cho nó dừng lại, stop on. Còn bên này vẫn như thế, khi mà ta bấm vào thì nó vẫn tăng lên tăng điểm số lên theo cái số này. Đấy. Tôi vừa làm xong chương trình nhé, từ đầu này. Đấy. Rất nhiều luôn nhé. Đấy. Ai mà càng bấm chuột nhanh thì càng điểm cao hơn nhé. Đấy. Được chưa? Đấy, nhưng mà để chơi là đánh bóng là tính số nhé, tính điểm nhé. Tôi ghi vào đây, trò chơi. Trò chơi đánh bóng nhé. Đánh bóng, tính điểm số. Rồi, hôm nay là cái buổi chúng ta, là cái buổi ta làm quen với cái tạo ra các cho các game đơn giản, tương tác đơn giản. Và chúng ta chú ý là ra dựa trên ba cái và cái yếu tố rất quan trọng, một là sự kiện, lệnh sự kiện, hai là các lệnh cảm biến và ba là thông điệp. Các bạn chú ý nhé. Được chưa? Mà chúng ta dừng ở đây nhé. Sau phần này sẽ có rất nhiều bài tập, tôi sẽ gửi cho các bạn sẽ làm dần theo cái bài tập theo cái dạng như này nhé. Đấy, dừng lại đi. 60 giây dừng lại là điểm số là 551 điểm đây nhé. Được chưa? Còn chúng ta nghỉ ở đây nhá. Thôi thôi á. Dạ vâng, em chào thầy. Ừ, chào các bạn. Em chào thầy ạ.